Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với live stream trực tiếp của Thẩm mỹ viện Gan Thu Hoa Nam ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình rất là vui có sự đồng hành của một cô gái đã làm dịch vụ combo mắt mũi tại Thẩm mỹ viện Gan Thu. Thì cái dạo gần đây có rất nhiều khách hàng đã inbox về trang fanpage cũng như là liên tục đặt những cái câu hỏi sau những cái live stream của Thẩm mỹ viện. Thì là những câu hỏi mà khách hàng gửi tới thường là những cái câu hỏi ví dụ như là mình bấm mi vĩnh viễn có được lâu dài không, có được vĩnh viễn không, hay là tạo hình góc mắt trong có để lại sẹo không, hay là có mở rộng được đôi mắt cho mình không. Thì trong live stream ngày hôm nay Quỳnh xin trả lời tất cả những cái câu hỏi của quý khách hàng. Ngay bây giờ là Quỳnh sẽ trả lời trực tiếp câu hỏi bằng cách là minh chứng cho một cô gái đã thực hiện cái dịch vụ bấm mi vĩnh viễn cũng như là sử dụng dịch vụ nâng mũi tại Thẩm mỹ viện Gan Thu, và mắt của bạn thì rất là to, rất là đẹp và không hề để lại sẹo. Thì là ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với lại bạn khách hàng của mình nha. Xin chào bạn, em tên là gì, em có thể giới thiệu cho mọi người biết em là gì không? Em đã sử dụng cái dịch vụ gì ở bên chị ha? Thì em sử dụng dịch vụ nhấn mí mở góc mắt trong với lại nâng mũi F line. Thì em làm cái dịch vụ ở Thẩm mỹ viện biển bên chị được bao lâu rồi? Em nhấn mí thì em được vào 1.5 năm, còn mũi thì mới được 6 tháng. Em có hài lòng với cái đôi mắt hiện tại của em? Thì như các bạn có thể thấy ha, ngay bây giờ thì mình có thể là Quỳnh cho các bạn xin phép bạn và chia sẻ cho mọi người được biết là cái thành trước khi làm mắt của bạn thì mình thấy được cái sự thay đổi, cái kết quả thay đổi rất là tuyệt vời của bạn khách hàng nha. Ngay bây giờ Quỳnh mời tất cả mọi người cùng xem cái hình ảnh của bạn trước khi bạn thực hiện cái dịch vụ tại Thẩm mỹ viện Gan Thu. Thì trước kia đôi mắt của bạn gần như là mí bục, mí không có rõ. Ngoài cái mí rất là nhỏ thì cái góc mắt của bạn có cái hình rễ quạt làm cho cái độ dài góc mắt của bạn rất là nhỏ, rất là hẹp. Thì sau khi được tư vấn tại Thẩm mỹ viện Gan Thu thì được ekip bác sĩ làm cho bạn, ngoài cái dịch vụ mà thực hiện cái dịch vụ mà bấm mí vĩnh viễn để tạo nếp mí đôi tròn đẹp, thì bác sĩ đã đi thêm một cái kỹ thuật là tạo hình góc mắt trong. Tạo hình góc mắt trong là gì? Tạo hình góc mắt trong là mình, bác sĩ sẽ đi một cái kỹ thuật vi phẫu để cắt cái hình rễ quạt này ra, tạo cái độ dài thêm cho đôi mắt, độ sâu thêm cho đôi mắt để đôi mắt của mình nó đẹp hơn, nó hài hòa hơn. Và cái kỹ thuật này thì là một cái kỹ thuật rất là khó, đòi hỏi bác sĩ phải là kinh nghiệm lâu năm thì cũng như là rất là trau chuốt trong khi làm. Thì sau khi mà bạn thực hiện dịch vụ được 1 năm á, thì chúng ta hãy nhìn cái kết quả trực tiếp của bạn để mình thấy ha. Với cái đôi mắt hiện tại á, thì cái nếp mí của bạn rõ hai nếp mí rất là căng, rất là đều và rất là đẹp. Ngoài ra thì cái đôi mắt của bạn nó được mở rộng to hơn và cái góc mắt không hề để lại sẹo. Thì các bạn có thể nhìn thấy, bạn có thể nhìn thấy cho mọi người cùng thấy đó, đôi mắt rất là đẹp. Thì sau khi mà bạn thực hiện cái dịch vụ mà combo mắt, tạo hình góc mắt này, tạo nếp mí đôi cho mắt này, thì bạn thấy rất là hài lòng. Và như chúng ta cũng thấy đó, cái nhu cầu về sắc đẹp là không bao giờ có giới hạn. Và khi bạn đã hài lòng về đôi mắt rồi thì bạn tiếp tục tới thẩm mỹ viện để sử dụng thêm cái dịch vụ là nâng mũi. Và cái mũi của bạn cũng gần được 1 năm tuổi rồi đó. Em có thể chia sẻ cho mọi người là sau khi mà em làm mắt rồi em làm mũi thì em thấy công việc của mình có nhiều thuận lợi không? Dạ, có. Sau khi mà làm thẩm mỹ xong vậy thì rất là tự tin trong giao tiếp với mọi người xung quanh, và đi đâu ai cũng khen là đẹp trai. Dạ, cảm ơn bạn rất là nhiều ha. Thì tiện đây mình cũng xin chia sẻ cho mọi người á, là trước kia á là cái mắt của Quỳnh á cũng là cái mắt một mí này. Quỳnh cũng giống như là bạn gái vừa chia sẻ thì cái mắt của Quỳnh nó cũng rất là nhỏ, cái màng rễ quạt cũng rất là cái góc mắt của Quỳnh rất là hẹp. Thì và mắt của Quỳnh cũng là mắt đã sử dụng cái dịch vụ là combo mắt, là mình bấm mi vĩnh viễn nè, mình tạo hình góc mắt trong nè. Thì ngay bây giờ mọi người có thể là ngoài cái minh chứng là một cô gái đó, thì bạn có thể bạn nhìn rõ cái cặp mắt của Quỳnh ha. Cặp mắt của Quỳnh cũng là đến nay là đã được 1 năm tuổi rồi đó, và các bạn thấy này, không hề để lại sẹo, nếp mí rất là tự nhiên nha. Em ơi, em có thể chia sẻ cho các bạn đang xem live stream được biết là tại lý do vì sao mà sau khi em thực hiện cái dịch vụ mắt tại Thẩm mỹ viện Gan Thu thì em lại muốn thực hiện thêm cái dịch vụ nâng mũi không? Khi làm mắt thì em rất là hài lòng, con gái mình thì đẹp thì lại muốn đẹp hơn, nên là tin tưởng và quay lại một lần nữa là cũng
để lại những cái